Tử vi tuổi Ân Mão 975 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Ân Mão sinh năm 1975 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Ân Mão nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thầy tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thầy tuế năm 2022 là hạ vàng đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghe đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Ất Mão trong năm 2022. Những người tuổi Ất Mão 1975, mệnh đại khí thủy, thường có tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của họ là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Địa chi của gia chủ tuổi Ất Mão năm 2022 là Mão gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Còn về thiên can của gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2022, đó là Ất Âm Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan. Nghĩa là bản thân bị khắc chế, đối với cô chú tuổi Ất Mão, trong năm nay cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của gia chủ tuổi Mão cho thấy rằng tuổi này hợp với mệnh chủ tuổi Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979 và Tân Mùi 1991. Còn có các tuổi kỵ như Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993. Cuối cùng là sao chiếu mệnh. Gia chủ tuổi Ân Mão năm nay gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ, sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu sẽ bị tai nạn liên quan đến sông nước. Khi gặp sao này thì kỵ vào tháng 4 và tháng 8. Còn với các gia chủ tuổi Ất Mão cho năm Nhâm Dần sẽ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một hung tinh thuộc hành mộc, mang tới sự an vui, hòa hợp. Khi gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, khi gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại, nhưng tiền vận cuối cùng lại gặp được thuận lợi. Ngoài ra, việc tìm lành chính sự là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an, giải hạn là hết sức cần thiết. Đặc biệt là nghi lễ ngay sau giải hạn.
Thầy Gia Cát có thể tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngay sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp, hoàn toàn miễn phí tại văn phòng của thầy. Vậy nên mệnh chủ tuổi Ất Mão hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, gia chủ tuổi Ân Mão trong năm 2022 cần cẩn trọng chú ý tháng Kỷ Dậu, tức tháng 8 âm lịch, từ 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ân Mão, và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đầu ập tới. Vào ngày này, mẹ chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Ất Mão không nên tiến hành công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Mão trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Bước sang năm 2022, gia chủ tuổi Ất Mão sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Gia chủ tuổi Ất Mão có thể mong được lợi một chút tiến bộ trong công việc. Gia chủ tuổi Ất Mão có thể mong đợi một chút tiến bộ trong công việc. Như mọi người nên cần tiếp tục bước đi như trước. Tuy vậy, những người tuổi này là người không giỏi quản lý và luôn làm mọi thứ một cách vội vàng, nên gia chủ thường tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đang nỗ lực rất nhiều. Sau đó, gia chủ nên hết sức thận trọng, cho dù bản mệnh có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh, đừng để bị lừa dối bởi những lời ngọt ngào. Ngoài ra, năm 2022, lĩnh vực sự nghiệp đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh chờ đợi cơ hội tốt. Năm nay may mắn cho tài lộc có thể tốt, nhưng nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp kém. Không những vậy, việc quản lý tài chính kém sẽ dẫn đến chi tiêu tăng lên đáng kể. Vì vậy, năm nay cô chú nên học cách quản lý tiền và cắt giảm chi tiêu. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, gia chủ tuổi Ất Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm sẽ chiếu cát lành, may mắn cho tài lộc và sự nghiệp của gia chủ tuổi Ất Mão. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi, phát triển hơn năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi có cho thấy, trong năm Nhâm Dần, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể gặp may mắn về mặt tài lộc. Mặc dù gặp hoàn cảnh khó khăn trong công việc, bản mệnh vẫn có thể có được thu nhập đáng kể. Sự may mắn và kinh nghiệm phong phú trong đầu tư có thể mang lại cho gia chủ thêm lợi nhuận trong thời gian này. Tuy nhiên, mệnh chủ tuổi Ất Mão lại là người hào phóng, hiếm khi từ chối việc cho mượn và vali miễn phí từ những người khác. Cho nên gia chủ cần chú ý học cách quản lý vấn đề tiền bạc. Gia chủ có thể bị chỉ trích ngay cả khi chi tiêu cho người khác. Mặc dù năm nay không lý tưởng về sự giàu có, nhưng đây vẫn là một năm hạnh phúc đối với gia chủ sinh năm 1975. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát với gia chủ hãy luôn mang bên mình tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, phần tâm hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Sự may mắn trong mối quan hệ tình cảm sẽ cải thiện hơn nữa các mối quan hệ của gia chủ với những người bạn đời. Tuy nhiên, gia chủ vẫn có thể tranh cãi những vấn đề này tầm thường, cho nên gia chủ cần trao đổi nhiều hơn với nhau vì không dễ để hỗ trợ nhau trọn đời và mối quan hệ này cần được trân trọng. Trong năm, gia đình cũng có thể có một số sự kiện hạnh phúc hoặc đám cưới của con trẻ hoặc di chuyển.
Tuy nhiên thời gian này, gia chủ tuổi Ân Mão nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà khó quên sự nghiệp. Các chú phải luôn đề phòng, đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu để lợi dụng. Rất có thể, mệnh gia chủ cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến gia chủ phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Vậy nên trong thời gian này, thì gia cát với gia chủ tuổi Ân Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Tam hợp khí đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó sẽ giúp gia chủ xua đuổi vận hận, hung tinh, những kẻ tiểu nhân xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp ra gia đạo yên ấm. Giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Thứ tư về mặt sức khỏe. Đối với những gia chủ tuổi Ân Mão sinh năm 1975 trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải cẩn thận hơn để có sức khỏe. Gia chủ có áp lực trong năm nay, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bản mệnh rất nhiều. Cho nên, gia chủ hãy chắc chắn chăm sóc cơ thể mình cho dù cô chú bận rộn đến đâu. Ngoài ra trong thời gian này, cô chú cũng cần phải có một chuyến đi dài ngày, nhưng hãy nhớ đừng quá mệt. Tử vi còn cho thấy trong năm có sức khỏe của cô chú và người thân trong gia đình đều dễ dàng xuất hiện. Thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại, tình trạng bệnh vặt khó điều trị, phát sinh, cho nên gia chủ cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân nhiều hơn. Nếu như cảm thấy không khỏe, phải kịp thời chạy chữa. Hàng ngày gia chủ cũng nên quan tâm nhiều tới sức khỏe của những người lớn tuổi trong nhà. Đặc biệt là trong thời gian này, gia chủ sinh năm 1975 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thì gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Ân Mão trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, nam mệnh tuổi Ân Mão gặp phải hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu: thiên tinh phải mắc xạ tai, ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các văn bản liên quan đến đường ruột. Còn bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cá tính. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Khi gặp hạn này, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Không những vậy, khi gặp hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Còn với nữ mệnh tuổi Ân Mão sinh năm 1975, trong năm nay sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Không như vậy, vật phẩm sẽ không nặng thì nhẹ, được tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông sẽ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống, chúng ta chịu tai tiếng, thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Mọi người xung quanh lên án, phê bình, chấm điểm, coi thường, khẩu. Đặc biệt, khi gặp hạn này, chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Trên đây, Kim Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình của gia chủ tuổi Ân Mão sinh năm 1975. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ trong năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, được đem lại sức khỏe, may mắn, bình an. Đặc biệt, chiêu vận quý nhân kích tài nam phúc và tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Ân Mão sinh năm 1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân,
Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh về kiến thức phong thủy. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.